Không làm bao đi. Làm như đúng rồi vậy không? Có cho tao lên. Kind of more with them. Gonna get some clout. Oh my god, we were on the Vietnamese TV. Oh, no, he's famous too. Nhỏ kêu bà mua anh em sinh nhật nó, anh chúc một sinh nhật đi em được không? Anh không có hết hồn đâu. Anh định hỏi em là thiệt không? Em nói chuyện sinh nhật nó thiệt. Đừng có gạt anh, đừng bao giờ đem cái chuyện nữa nha. Sinh nhật nó thiệt á. Chứ còn anh là bây giờ ở đây là người ta có phục vụ giống như sashimi vậy đó. Em phóng lên trên bàn nằm vậy đó. Rồi tụi em đồ ăn để lên rồi đó. Cái mình cầm đũa, mình quẹt quẹt quẹt. Nó sợ nó né, em tội em nó có chồng rồi, nó nhát. Chưa chút nữa chứ, bây giờ phải bánh đâu. Bây giờ là làm liền vậy. Không, để anh lấy cái bánh ra, đồ này rồi. Chút anh lấy cái bánh ra. Em lấy cái bánh ra, anh đứng, anh để lên, anh làm cái tiền, anh cày cho. Hả? Anh tí nhớ chụp hình với em nha, đem đâu cái bút nha. Rồi. Bây giờ mình order chưa? Dạ, đang có order. Rồi order đi, anh biết cứ order đi cưng, và quan trọng không quay hình cưng. Không thể mấy cái quay đi cho tôi tăng tiếp. Hả? Order đi. Order rồi. Em order rồi hả? Dạ. Có lẽ vậy? Dạ, order rồi. Dạ, gắn rồi đó nha em, có gì mình nhớ anh tên hoài tập nha em. Bây giờ Trung đang ở nhà hàng quán Hoài Tâm á mọi người. Trung là tiếp tục đưa cả gia đình Trung đi coi nghệ sĩ nữa nè, mà đặc biệt cái gương mặt này đó, gương mặt cuồng nghệ sĩ. Sợ ha. Đi sợ. Đó, quán Hoài Tâm này đó. Hoài Tâm là đã chuẩn bị rồi. Tôi bún bò bự dữ. My girl's like the old school type. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Con nhỏ này nó phủ phàng dễ sợ. That's too fast. I know, you had to control. Yeah, you go too fast. Here. Ôi. Muộn như làm gì? Em định móc ra, móc gì ra? My em. Thank you. To the best to you. Always beautiful like tonight. Come on, guys.